Sáng ngày 30 tháng 5, tại thành phố Đà Lạt, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty cổ phần Đại Nam, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi Lâm Đồng, Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch tổ chức chương trình khám, tầm soát và điều trị bệnh tim miễn phí cho trẻ em nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, 500 bệnh nhân là trẻ em nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã được các bác sĩ chuyên ngành thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh khám, tư vấn, tầm soát về bệnh tim. Đây là một trong những chuỗi hoạt động của chương trình Trái tim hằng hữu được phối hợp giữa Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh và công ty cổ phần Đại Nam thực hiện để can thiệp và phẫu thuật miễn phí cho những bệnh nhân bị bệnh tim có hoàn cảnh khó khăn. Các bệnh nhân sau khi khám, tầm soát, nếu phát hiện bệnh và có chỉ định phẫu thuật của bác sĩ sẽ được tài trợ phẫu thuật hoàn toàn miễn phí và hỗ trợ chi phí đi lại cho bệnh nhân. Tính đến cuối tháng 5 năm 2015, chương trình Trái tim hằng hữu đã can thiệp và điều trị cho hơn 250 trường hợp bệnh tim thuộc các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, An Giang, Đồng Nai, Hậu Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Ninh Thuận, Bình Phước và thành phố Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, chương trình này sẽ tiếp tục khám, tầm soát cho khoảng 1.000 trẻ em nghèo trong các tỉnh thành trong cả nước. Trong đó sẽ ưu tiên cho trẻ em từ 1 đến 7 tuổi và xem xét tài trợ phẫu thuật cho những bệnh nhân từ 7 tuổi trở lên. Song song với chương trình khám, tầm soát và điều trị bệnh tim miễn phí cho trẻ em, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty cổ phần Đại Nam, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi Lâm Đồng, Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch cũng đã tổ chức hội thảo chuyên đề giới thiệu những phương pháp mới trong điều trị bệnh lý tim mạch dành cho các cán bộ y tế thuộc các trung tâm y tế huyện, thành phố, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Thông qua hội thảo nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ y tế địa phương kịp thời nắm bắt những kiến thức mới trong phương pháp điều trị bệnh tim, nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trong khám, tầm soát và điều trị bệnh tim.